Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện 10 năm một câu thề, tác giả Phan Thanh An. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Hương hả? Em có ở phòng không? Anh sang chơi tí nhé. Dòng tin nhắn của Mạnh gửi đến khiến Hương cười thầm. Ả ta thừa biết âm mưu và ý đồ của gã là gì, không còn quá xa lạ nữa, nên ả cũng đưa đẩy theo. Sao hôm nay không đòi ra khách sạn nữa hả? Hay là anh có trò gì mới, khai mau đi. Anh muốn đổi gió ở phòng em thử cảm giác như thế nào ấy mà. Sao nào, mỏ vàng của em đã về chưa? Hương nghe Mạnh hỏi đến sang, bất giác nhếch miệng cười khẩy. Cô đáp, nói chung là hơn tháng nay đi đâu em còn chả biết nữa, vẫn chưa thấy lết xác về, có khi giờ đang trốn nợ ở đâu đó rồi cũng nên. 240 triệu thì trả lãi thôi cũng ốm đòn rồi, thế lát anh qua nhé, ăn gì không anh mua qua luôn. Hương dặn hắn ta mua trà sữa, giấy ít đồ ăn vặt để bồi bổ giữa hiệp, còn mình thì nhanh chóng tắm rửa rồi nằm chờ đợi. Về phần sang, hết mua đồ ăn ở siêu thị, anh còn tấp vào cửa hàng thời trang mua đồ về tặng cho Hương cùng mẹ vợ, nên thời gian bị kéo dài ra hơi lâu. Anh thanh toán rồi vui vẻ lỉnh kỉnh xách mọi thứ bước về. Từ xa nhìn thấy bộ đồ lâu trắng của Hương vẫn còn đang phơi trên giàn, nên chăng hôm nay cô vẫn chưa đi làm. Ban đầu sang tính gọi cho Hương ra xách phụ mình, nhưng rồi lại thôi. Sang tính làm cho Hương bất ngờ với những gì anh chuẩn bị, nhưng thật không thể lường trước được, kẻ bất ngờ không phải Hương mà lại chính là anh trước hết. Sang bước rón rén thật nhẹ tới cửa phòng, còn chưa kịp gõ cửa, đột nhiên anh nhìn thấy có hai đôi dép ngay trước cửa, một của nam và một của nữ. Đôi nữ là của Hương hay thường dùng ở nhà, còn đôi dép nam này thì của ai? Làm gì có hàng xóm? Sang bất ngờ đứng khựng lại, linh cảm mách bảo bản thân là có chuyện chẳng lành. Âm thanh từ trong cửa phát ra, từng tiếng phạch phạch quen thuộc của âm thanh xác thịt, tiếng rên khe khẽ đầy khoái cảm dục dột và những tiếng nói cười cứ như ngàn con dao sắc lẹm đâm thủng trái tim của anh chàng si tình đáng thương tội nghiệp. Thế nào, thích không? So với thằng người yêu mỏ vàng của em thì thế nào hả bé? Tiếng Hương rú lên như một con thú hoang đang đến mùa động dục, hưởng ứng. Em thích quá. Thích hả? Vậy thì bỏ ngay thằng đó mà đến với anh đi nhé. Anh không muốn lén lút như này mãi đâu. Em biết rồi mà. Sang đứng ở bên ngoài nghe hết tất cả. Anh chết lặng toàn thân không nhúc nhích. Môi không thể mấp máy nói ra được lời nào. Nước mắt ràn rụa lan dài trên má. Con tim đau như muốn quặn thắt. Sang không ngờ Hương lại là một con người như thế. Không ngờ kẻ mà anh bán cả thận để giúp mẹ cô ta chữa bệnh, bây giờ lại làm những chuyện đồi bại và thốt ra những lời tệ bạc như vậy với mình. Anh đã yêu Hương bằng một tình yêu chân thành, không chút nghi ngờ giả dối. Để rồi những thứ anh nhận lại cuối cùng chỉ là sự phụ bạc. Sang vẫn đứng đó, tai vẫn nghe thấy những âm thanh dơ bẩn phát ra trong chính căn phòng trọ của mình. Tiếng giao hoang trụy lạc của một kẻ đi phá hạnh phúc người khác và một con đàn bà đê tiện. Anh vẫn đứng đó bất động như tượng. Không phải vì anh muốn nấn ná lại, mà là vì anh sốc đến độ chân không thể bước nổi. Vậy là những thứ Nhi nói là sự thật, và những lời anh trai giang hồ môi giới đó nói cũng không hề sai. Từ trước đến nay, Sang vốn chỉ là cái mỏ vàng để cho người ta lợi dụng khai thác. Thế mà suốt ròng rã bấy nhiêu năm nay, Sang luôn hy vọng mong chờ vào một tương lai tươi đẹp, về một đám cưới rình rang và một cuộc sống gia đình êm đềm hạnh phúc. Anh không ngần ngại từ bỏ ước mơ cả đời của mình để cho người yêu có được cơ hội tốt mà phát triển bản thân. Không nề hà gian khổ đắng cay, một thân một mình nuôi người yêu ăn học từ đầu tới cuối. Đến khi nhà người yêu mắc kẹt,
dẫn một tay anh chạy vẫy tiền nong, nhưng chưa từng đòi hỏi Hương phải làm điều gì để bù đắp cho mình. Tất cả những gì anh làm đều xuất phát từ tình yêu chân chính đến từ con tim mà không hề có một chút vụ lợi. Thật không ngờ bao nhiêu công sức bấy lâu cuối cùng được đền đáp như thế này đây. Đúng là đau không thể nào diễn tả được. Từng mảng ký ức cứ như thế ù về, như đang sát thêm muối vào vết thương tâm hồn đang rỉ máu của anh. Sang như đang ngục lặng ở nơi dũng bồn tuyệt vọng. Anh cứ lang thang mãi trong dòng suy nghĩ không có hồi kết, cho đến khi nó chấm dứt bởi một âm thanh quen thuộc. Anh Sang, sao anh về khi nào mà không nói em ra đón vậy? Sang cười lạnh, anh đáp lại bằng một câu hỏi khác. Em bất ngờ lắm hả? Hương liếc ánh mắt vào phòng. Mạnh hiểu ý, lật đật vào nhà vệ sinh trốn ngay. Cô giả vờ kéo Sang đi chỗ khác, rồi giả vờ hỏi han thân thiết. Em chỉ thắc mắc là tại sao anh không nhắn tin để em ra đón anh về cho đỡ cực, chứ em cũng... Cũng thế nào? Nhắn cho em thì được ích lợi gì? 9 ngày qua, em có xem tin nhắn của anh sao? Hương chột dạ, cô nắm tay Sang, vội vã biện minh. Tại em bận, cho nên em không trả lời tin nhắn của anh được. Anh thông cảm. Thôi khỏi, anh nghe, anh biết hết cả rồi, không cần giấu anh nữa đâu. Sang kêu to, đánh tiếng cho tình địch ở bên trong biết rằng bản thân đã bị phát hiện. Anh rất bình tĩnh, không hề có chút gì nổi nóng. Đừng trốn nữa, ra đây đi. Dù sao cũng không trốn mãi được. Yên tâm, tôi là người có ăn có học, đương nhiên sẽ hành xử tử tế. Sang đã nói như vậy rồi, Mạnh vẫn rút trong nhà vệ sinh, chứ không dám ra ngoài. Nó sợ Sang sẽ nổi điên vì ghen tình mà lao vào tẩn cho mình một trận mất. Thế nên để mặc một mình Hương ở ngoài đó thay mình chịu trận. Sang đánh tiếng gọi thêm mấy lần nữa, nhưng Mạnh vẫn nhất quyết không chịu ra. Lúc này, Sang mới nhìn thẳng vào mắt Hương. Em cam tâm tình nguyện đi chung với kẻ... Ngay cả chuyện đứng ra để bảo vệ em mà hắn còn không dám làm hay sao? Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là... Còn chỉ là nữa à? Em có biết anh đứng đây bao lâu rồi không? Tiếng Sang gằn giọng khiến cho Hương không còn dám nói ra thêm bất cứ một lời nào nữa. Lúc này, Sang chỉ còn biết lắc đầu chán chường. Anh bật cười đầy chua chát. Nụ cười méo mó gượng gạo không thể nào che đậy được những hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Ước mơ của anh đều dành hết cho em, nuôi em ăn học chỉ là vì em, đến việc anh phải chạy dạy khắp nơi để kiếm tiền cho mẹ em chữa bệnh cũng là vì em. Không lẽ suốt gần 10 năm yêu nhau, từng ấy hành động anh làm cho em đều không thể làm cho em cảm thấy đủ an toàn và tin tưởng à? Mà sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại sao? Tại sao chứ? Sang nói mà tiếng như nghẹn lại. Những thứ mà anh mua về đều rơi xuống đất. Hương thấy anh mua toàn những món mình thích, trong lòng có chút chột dạ và hối lỗi. Vốn bản thân cô ta thừa biết đi đêm cũng có ngày gặp ma, thế nên bây giờ chỉ còn cách là đối diện với sự thật. Cái sự thật mà cô đang quan tâm bây giờ là phải làm sao để chia tay trong êm đẹp. Hương không muốn mình phải mang tiếng xấu, mặc dù bản thân là người sai hoàn toàn. Ả ta nhẹ giọng, khuôn mặt tỏ vẻ hối lỗi đáng thương và bắt đầu cất ra tiếng nói như sắp khóc. Tại vì anh bỏ đi hơn cả tháng, em tưởng anh không cần em nữa, thế nên em mới... Nực cười, tin nhắn của anh 10 ngày nay em không thèm trả lời, anh gọi thì không bắt máy. Lần này bị anh bắt gặp, em lại bảo là do anh không quan tâm, anh bỏ rơi em. Em còn giấu anh sâu hơn. Khi nãy hai người nói những gì anh đều nghe cả, không sót một từ. Thì ra bao nhiêu lâu nay, anh chỉ là một con tuần lộc không hơn không kém. Sang cay đắng vạch áo mình lên, rồi chỉ vào vết mổ vẫn còn chưa lành hẳn. Anh nói tiếp. Lý do anh vắng mặt hơn tháng qua là đi bán thận để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ em đó. Hương đứng hình hồi lâu, không ngờ
Sang lại đi bán thận để kiếm tiền về gửi cho mình trả nợ và chữa bệnh cho mẹ. Cô chỉ nghĩ được là cùng lắm anh đi vay nặng lãi ở đâu đó rồi bị giang hồ truy đuổi nên không dám về phòng. Cô ngờ đâu Sang lại đi bán thận của mình rồi biệt tâm mất dạng. Sự áy náy và hối hận thoáng xuất hiện trong tâm trí của Hương, nhưng nó rất nhanh chóng biến mất. Nhìn Sang bây giờ trông tàn tạ thấy rõ. Chăng trong khoảng thời gian ban đầu, một quả thận vẫn có thể gánh nổi khoảng trống mà bên kia để lại. Da anh vàng giọt xanh xao, người gầy đi nhiều so với trước. Lúc này, cô ta chỉ biết gầm mặt xuống, rồi cất tiếng nói như sợ ai đó xung quanh nghe được. Em xin lỗi. Nghe hai từ xin lỗi phát ra từ miệng người yêu mình, sao nó gượng gạo và khiên cưỡng quá. Anh đoán được, Hương chỉ đang muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Một câu xin lỗi như muốn thú nhận mọi điều sai trái trong suốt ngần ấy năm. Đó chỉ là thừa nhận thôi, chứ chẳng hề có chút gì là hối lỗi cả. Đến bây giờ, anh mới nhận ra được tất cả những sự thật đã được phơi bày quá trễ rồi. Thậm chí Sang còn phải chấp nhận một cái giá quá đắt để biết được tất cả. Đúng là số phận cuộc đời như muốn trêu ngươi anh. Sang nắm bàn tay thành hình nắm đấm, rồi đấm mạnh vào tường như muốn trút đi hết mọi sự giận dỗi bực tức trong lòng mình. Cú đấm làm Hương giật mình, còn tên Mạnh nấp ở trong nhà thì lại run như cầy sấy, mãi không dám ló mặt ra. Chúng ta chia tay đi, từ đây đến khi chết, anh không bao giờ muốn gặp em nữa. Sang bước đi, không hề quay đầu lại nhìn Hương, còn bản thân cô ta lại không dám dõi mắt theo từng bước chân đang xa dần của người đã từng chung chăn gối. Hình bóng của Sang ngày càng mờ dần rồi biến mất hẳn. Nó giống như mối quan hệ của hai người họ vậy. Nhạt dần, rồi cũng đến lúc ly tan. Không hiểu sao lúc này, trong lòng của Hương lại tràn ngập cảm giác hối hận. Cô ta thừa biết là từ nay trở đi, mình sẽ không tìm được ai yêu thương mình nhiều như Sang. Hương đã tự mình đóng lại một cánh cửa hạnh phúc, để rồi tiến tới một cánh cửa khác mà không rõ tương lai. Tâm trí Hương lúc này thật hỗn tạp, không phải bản thân cô ta muốn tìm cách để chia tay Sang đấy sao? Bây giờ, mọi thứ đã được như ý nguyện, thậm chí anh chẳng hề bắt đền gì cô, chỉ lặng lẽ nói tiếng chia tay rồi rời đi không một lời oán than. Trong một khoảnh khắc, Hương muốn chạy theo để níu tay anh lại. Cô sẽ nói ra lời xin lỗi, sẽ hứa với lòng là ngoan ngoãn chỉ yêu mình anh. Nhưng không hiểu tại sao, hai chân của Hương lại không thể nhấc nổi. Hình như có gì đó đang kéo chân mình lại. Đột nhiên, trong lòng Hương xuất hiện một dòng suy nghĩ như muốn cản bước cô tìm lại con người lương thiện của mình. Mày không muốn được giàu sang phú quý quyền cao chức trọng hay sao Hương? Hương khựng lại, phải trả lời làm sao với câu hỏi xuất hiện trong lòng mình đây? Dĩ nhiên những thứ đó Hương muốn có lắm chứ, thậm chí là khao khát hơn ai hết. Nhưng trong giây phút này, cô ta vẫn muốn Sang ở lại bên mình và tiếp tục làm người yêu của nhau. Nội tâm của Hương đang tự dằn vặt cào xé. Không có lựa chọn nào giữa hai bên làm cho cô ta ưng ý cả. Mảng nội tâm lương thiện nhỏ nhoi giờ cũng đã từ chối chính bản thân của mình. Nó phất tay khinh thường. Mày tồi lắm Hương, mày có yêu thương gì anh Sang đâu. Cái thứ cảm xúc lưng chừng, nửa muốn giữ, nửa muốn buông của mày á, vốn không phải là sự hối lỗi, mà đó chính là sự tiếc rẻ. Mày tiếc khi mất đi một cái máy rút tiền để lo cho mày tiêu xài không phải nghĩ. Mày tiếc khi cái lớp dự phòng để đổ vỏ hộ mày trong tương lai bây giờ đã không còn. Mày chỉ tiếc giá trị mà anh Sang mang lại cho mày, chứ mày đã từng đoán hoài gì đến con người của ảnh chưa? Chút lương tâm còn sót lại đó cuối cùng đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ Hương chỉ còn thấy nhẹ nhàng và thoải mái khi đã lấy được hết những gì mình cần mà không phải quan tâm gì đến hậu quả. Từ nay trở đi, ả có thể tự do làm những việc mình thích mà không sợ ai cấm kỵ. Lúc này, thằng Mạnh nhát chết sau khi biết Sang đã đi xa mới dám mò mặt chui ra. Nó nhìn Hương vẫn đứng im đó
mà không có chút nhúc nhích gì, liền tiến lại gần. Hương, Hương, em ổn chứ? Nó có làm gì em không? Lúc này, Hương mới xù lông lên quát. Anh là một thằng hèn. Thấy vợ sắp cưới của mình bị ăn hiếp như vậy á, mà không đứng ra bảo vệ dù chỉ một câu à. Suốt ngày chỉ biết đến mấy chuyện ấy ấy thôi sao? Anh không xứng đáng làm chồng làm cha một chút nào cả. Đi về đi. Nói xong, Hương tiến thẳng một mạch vào trong phòng. Mạnh cũng lọ mọ đi vào theo. Biết người yêu đang giận mình, nên Mạnh dở giọng nài nỉ. Anh xin lỗi mà, thằng đó nó đang điên tình, lỡ đâu nó ghen quá rồi đánh anh luôn thì làm sao? Tha lỗi cho anh đi mà. Vậy là anh để em đứng ra nói chuyện với thằng điên tình đó à? Bộ chỉ có mình anh mới biết sợ bị đánh thôi sao? Giả lại á, nó bây giờ chỉ còn có một bên thận, thì có gì á mà anh phải sợ hả, đồ chuột nhát? Thấy mình đã nói hớ, nên Mạnh liền chửi cháy ngay. Ý anh không phải thế. Dù sao nó cũng yêu em đến chết đi sống lại, thì làm sao mà nỡ động tay động chân với em được? Anh nói có phải không? Cùng lắm thì trách mắng dăm ba câu rồi chia tay là thôi chứ mấy. Đừng giận anh nữa mà, để anh bù cho em. Vừa nói dứt câu, hắn liền nhào tới ôm Hương, tính giật cô ra làm tiếp những gì còn đang dang dở khi nãy. Nhưng lúc này, Hương không còn chút hứng thú nào nữa, nên đẩy Mạnh ra, không cho đụng chạm vào người. Mạnh bi thế, không biết dỗ như thế nào, nên đành phải dùng chiêu cuối cùng của mình ra. Hôm nay, LV ra túi mới, để anh dắt em đi mua. Rồi sẵn tiện sắm thêm cho em vài bộ đồ, để em mặc đi tiệc đi đám, được chưa? Đây mới chính là lời xin lỗi mà Hương muốn nghe. Dĩ nhiên là ả ta đồng ý. Chiều hôm ấy, Hương và tình nhân đi mua đồ, cũng chính là lúc Sang ôm cả mớ đồ lỉnh kỉnh tìm đến phòng của Nhi. Đã lâu không gặp Sang, đùng một cái anh nghỉ dậy rồi mất tích hơn cả tháng, làm cho cô lo sốt gió, cứ tưởng là anh bỏ nghề rồi. Không ngờ hôm nay Sang lại xuất hiện ngay trước cửa phòng trọ mình. Nhi vui phải biết, cô liền mở cửa đón Sang vào ngay, còn không quên phụ giúp anh đem hết mớ đồ ăn vào cùng. Nhi nhìn thoáng qua, thấy tay trái của Sang rướm máu, cô lập tức buông cả đống đồ xuống, hốt hoảng hỏi han. Anh làm sao thế? Tay anh chảy máu rồi. Sắc mặt Sang thẫn thờ, không hề quan tâm đến những gì mà cô hỏi. Anh chỉ trả lời cho lấy lệ. Tay anh hả? Trầy xước nhẹ thôi, không đáng lo đâu. Bằng con mắt quan sát và cảm giác nhạy cảm của mình, Nhi cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Sang đang nói dối để gạt cô. Nhi vội vàng lấy bông băng thuốc đỏ sát trùng lại vết thương cho anh. Anh đánh nhau với ai hả? Hay là ngã xe? Đừng hỏi nữa. Hôm nay anh muốn say càng tốt. Em có chịu uống với anh không? Nhi bất ngờ, cô quay sang nhìn mớ đồ ăn mà Sang đem theo. Cô vừa cảm thấy có chút lạ kỳ, vừa không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Sang với cô mang tiếng là đồng nghiệp chung trường, nhưng số lần tiếp xúc chuyện trò thì ít lắm, mà đa số cũng đều do cô chủ động. Lần này, Sang lại tự tìm đến cô. Nhìn từ sắc mặt đến dốc dáng, sao trông có vẻ u sầu, ảm đạm lắm. Nhi có chút ngập ngừng, cô gật đầu đáp lại. Vậy để em đi mua bia đã, anh ngồi đây đợi em lát. Sang nắm tay Nhi kéo lại, làm cho cô có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên suốt từng ấy năm, cô được người mình yêu chủ động cầm tay, lòng cô lâng lâng cảm xúc. Sang không hề nói gì, anh lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi cho ai đó. Alo, cho hai thùng Tiger tới địa chỉ XX, nhanh lên đó. Nói xong, Sang cúp máy rồi nhìn Nhi bằng ánh mắt đượm buồn, lòng mang mát một nỗi sầu nặng trĩu. Anh nói như cầu xin. Em làm cho anh vài món thật ngon được không? Đã rất lâu rồi anh chưa được ăn lại đồ người khác nấu. Câu nói của Sang khiến cho Nhi đau đến sốt ruột. Cô nắm lấy bàn tay rớm máu vừa băng bó của anh mà cất tiếng dỗ về. Hôm nay anh đến chơi thì em sẽ nấu cho anh một bữa thật tử tế. Đợi em một chút, em đi chuẩn bị liền. Ngay lập tức, Nhi sắn tay áo lên và bắt đầu công việc nấu nướng ngay.
trong căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn có 18 mét vuông mà lại bày ra không biết bao nhiêu là đồ. Nhi đem một nửa cất vào tủ lạnh, rồi tiến hành sơ chế và chế biến các món ăn. Một con gà hấp, một đĩa mực luộc nước dừa, một nồi lẩu nhỏ, và cuối cùng là một đĩa trái cây được cắt gọt tinh tế. Nhi nấu không khác gì một bữa cỗ thịnh soạn để có thể chiêu đãi người cô yêu. Chỉ mong sao anh ăn thật ngon, thật sảng khoái, để những hương vị đó có thể đẩy lùi, xóa tan được nỗi buồn và những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây. Sang nhìn từng món được Nhi chế biến và nấu nhanh thoăn thoắt giống như một đầu bếp lành nghề. Ánh mắt cô nhìn anh đầy trìu mến. Sang cảm nhận được tình cảm của Nhi dành cho anh qua những món ăn mà cô làm bằng tất cả tâm huyết và tình yêu. Nhìn từng đĩa mồi nhắm thơm ngon đang bày ra trước mắt mình mà trong lòng Sang lại bồi ngồi xúc động. Anh nhớ tới Hương, từ trước đến nay việc bếp núc đều do một tay Sang đảm nhiệm. Hương vốn không phải hạng vụng về, nhưng khi ở với Sang được anh cưng chiều nên suốt 7 năm qua cô cũng chẳng mấy lần trổ tài nấu nướng. Lần nào nấu thì y như rằng cũng có chuyện, nên Sang không bắt Hương phải nấu nữa. Đã bấy lâu nay Sang phải chăm từng miếng ăn giấc ngủ cho cô, hôm nay bỗng nhiên lại được người khác chăm cho mình, trong lòng vừa có chút vui sướng, vừa có chút buồn tủi. Phải chăng anh đã hy sinh quá nhiều chỉ để dung đắp và lo lắng cho người chỉ biết trông chờ và ỷ lại như Hương? Với cái mát người yêu, Hương đã đùn đẩy trách nhiệm cho Sang không thương tiếc, nhưng vì lo cho đối phương, sợ người yêu mình bị áp bức phải chịu khổ, nên bao nhiêu cay đắng mặn chát, Sang đều dành hết cho mình. Giờ đây, khi không còn ràng buộc bởi hai chữ trách nhiệm đàn ông nữa, Sang lại được tiếp đãi săn sóc thịnh tình bởi một người mà từ trước đến nay, anh luôn giữ khoảng cách chừng mực và chỉ xem như là em gái. Nhi bỏ đá, rồi khui bia rót vào ly cho Sang. Cô đẩy ly bia về phía anh, tươi cười nói. Anh Sang buồn thì cứ nói đi, hôm nay cứ thoải mái. Có gì không vui cứ tâm sự với em nè, biết đâu em lại giúp anh được điều gì đó. Sang cầm ly lên cụng rồi uống sạch một hơi. Anh rót thêm cho đầy rồi ngưng lại một nhịp. Nhi gấp cho anh một cái đùi gà vẫn còn đang nóng hổi. Cô nói tiếp. Ăn đi đã anh, em trông anh tiều tụy đi nhiều đó. Ăn chút gì đi rồi mình nói chuyện sau. Sang cầm đùi gà lên, mùi thịt thơm phức cứ sọc thẳng vào mũi. Anh hít một hơi thật sâu rồi cắn một miếng lớn. Hương vị như muốn bùng nổ, vị giác của anh hoạt động tối đa. Anh khựng lại, nhìn cái đùi gà đã bị cắn khuyết đi một miếng to, rồi thấy Nhi đang mỉm cười khúc khích. Anh vừa nhai vừa khen. Ngon quá, đây là bữa cơm ngon nhất mà anh được ăn trong suốt 7 năm qua. Nghe Sang nói, Nhi liền nhận ra điểm bất thường. Nhưng cô không vội hỏi ngay mà gấp thêm cho anh một ít đồ ăn nữa. Anh ăn từ từ thôi, ăn nhiều vào, hôm nay em nấu nhiều lắm đó. Thật ra, Nhi đang nghĩ có thể Sang và Hương đang gặp vấn đề gì đó tương đối nghiêm trọng. Anh nói 7 năm qua đây là bữa cơm ngon nhất. Đó không phải là khoảng thời gian mà hai người chính thức sống chung như vợ chồng hay sao? Sang nhai xong cái đùi gà, anh đưa ly bia cùng ly Nhi một cái. Lúc này, Nhi mới dám mấp máy môi hỏi chuyện. Anh Sang này, có phải anh với Hương có chuyện... Vừa mới hỏi đến đó, Sang đã đưa tay lên ra hiệu cho Nhi thôi nói nữa. Nhi hiểu ý, liền im bặt ngay. Sang nốc một hơi cạn ly bia đầy, sau đó vừa rót bia vào lại vừa nói. Ừ, anh với Hương chia tay rồi. Mới ngày trưa hôm nay thôi. Nghe Sang nói, trong lòng Nhi xuất hiện ra hai cảm xúc đối lập nhau. Cô vừa vui, nhưng lại vừa buồn. Vui là vì cuối cùng sau 10 năm chờ đợi, từ thời còn học trung học đến nay, cô cũng đã chờ được đến ngày Sang trở thành người độc thân, và cô sẽ có thêm cơ hội. Được làm người yêu Sang, được ở bên cạnh, thì điều ấy đối với Nhi giống là điều tuyệt vời nhất mà cô luôn mong đợi. Nhưng buồn là gì, thật sự trong lòng Nhi cũng thấy tiếc cho Sang khi đã chia tay một mối tình thanh mai trúc mã từ thời thơ ấu. Cô muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc,
chứ không phải là trong tình cảnh như thế này. Dẫu biết là chia tay rồi thì Nhi sẽ có cơ hội, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không được vui lòng khi nhìn thấy anh phải trải qua một mối tình đau và cố quên đi một mối tình cảm vốn đã kéo dài suốt một thập kỷ. Lòng Nhi rối bời, rốt cuộc không biết lý do vì sao mà hai người họ lại đổ vỡ tình cảm. Nhưng còn chưa kịp hỏi, Sang đã nhìn lên trần nhà, đôi mắt đã ngấn ngấn nước. Cuối cùng thì sau gần ấy năm, họ chỉ xem anh như một con rối thôi em à. Thế rồi Sang đem hết toàn bộ mọi chuyện mà kể một mạch cho Nhi nghe. Từ chuyện nhường suất học bổng đến nuôi Hương ăn học ra sao và bây giờ là bán thận trả nợ. Tất cả đều không thiếu một chi tiết nào. Sang nói hết ra vốn không phải là kể công hay than khổ, mà là vì anh muốn một người phụ nữ như Nhi nghe và xem thử xem anh có làm gì sai hay không để phải chịu cảnh bị cắm sừng như thế. Càng kể, Sang càng yếu lòng hơn, nước mắt cũng không thể nào kiềm chế nổi nữa. Anh cố gắng lau nhanh để Nhi không phải thấy cảnh tệ hại của bản thân như thế này. Nhưng những hành động đó làm sao có thể qua mắt được Nhi. Cô nghe Sang kể đến đâu mà lòng càng thêm đau tới đó. Nó đau và uất ức đến độ Nhi muốn đứng dậy đi tìm Hương ngay để nói cho rõ ngọn ngành. Sang kể xong rồi cầm ly bia tu ừng ực. Như cảm thấy không đủ, anh cầm nguyên một lon khác lên uống. Nhi không hề ngăn cản, cô biết tình cảnh của Sang bây giờ. Anh cần phải say để tạm quên đi sự thật nghiệt ngã, có lẽ là sẽ tốt hơn đôi chút. Sang uống hết lon bia, Nhi liền múc cho anh một chén lẩu ăn cho ấm bụng. Cô hỏi tiếp. Em cứ tưởng là anh từ chối học bổng để theo học sư phạm là vì anh muốn theo ngành. Thật không ngờ lý do anh học sư phạm lại là nhường học bổng năm đó cho Hương. Học bổng khuyến học thì có là gì đâu em. Đến cả thận anh còn đem đi bán để chữa bệnh cho mẹ của cô ấy. Nhưng mà cô ta... Đúng là đời đen bạc. Lúc này cô lại xuất hiện ra một nỗi băn khoăn lớn. Không biết rằng có nên nói sự thật cho anh Sang biết không? Nếu như anh Sang mà biết chuyện này, chắc hẳn anh ấy sẽ sốc lắm. Nhưng mà nếu không nói, sợ sau này anh ấy mềm lòng quay lại với Hương để ả ta tiếp tục lợi dụng thì sao? Thôi vậy, đau một lần để chấm dứt tất cả luôn một thể, rồi Nhi sẽ từ từ chữa lành vết thương lòng đó của anh sau. Anh Sang à, có chuyện này anh không biết. Thật ra số tiền anh gửi cho Hương chữa bệnh cho cô Hiền, nó không đơn thuần là chữa bệnh thôi đâu. Em nói như vậy là sao? Anh chưa hiểu lắm. Sang cầm cánh gà vừa nhai cũng vừa chờ đợi. Nhi bỏ đổ xuống rồi nói ra toàn bộ sự thật. Chuyện mẹ của Hương bệnh ung thư là có thật. Em có nghe ba má dưới quê xác nhận, nhưng mà chỉ mới là giai đoạn 1 thôi anh à. Chi phí chữa cùng lắm chỉ khoảng 100 triệu đổ lại thôi. Còn 200 triệu đó thì... Mặt Sang đanh lại, hai mắt anh mở to sáng quát như hai chiếc đèn pha ô tô. Anh hỏi dồn dập như muốn ép sát Nhi vào tường. Thì sao? Em mau nói rõ đi. Nhi ngập ngừng, cô nói như khẽ, âm thanh phát ra giống như thì thầm bên tai. Mẹ của Hương ở quê bài bạc, thu sạch tiền nên vay giang hồ để gỡ. Cả gốc cả lãi lên tới 200 triệu. Ở dưới quê, chuyện này bị làm rùm beng lên, không ai là không biết. Thế nên là... 60 triệu anh vay ngân hàng gửi Hương đợt đầu, với 240 triệu anh gửi cho Hương đợt sau, thì em nghĩ là... Em nghĩ chắc nó đã... Sang đứng hình, cánh gà trên tay anh đột ngột rơi xuống. Anh không dám tin là Hương đã nói dối để lừa anh chạy tiền về trả nợ cờ bạc cho mẹ. Hương xem anh chỉ là cái máy rút tiền thôi sao? Thật không thể ngờ, người mình dùng hết bụng dạ để yêu thương săn sóc lại có thể tàn nhẫn với mình như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Một người mà cấm sừng người yêu mình, ngay cả khi anh ta đang tìm cách để chạy tiền cứu mẹ mình, thì sao mà không dám làm cơ chứ? Sang bật cười, một nụ cười chua chát.
Anh nhặt lại cánh gà vừa rơi xuống khi nãy, tiếp tục nhai như không hề có gì xảy ra với mình. Anh Sang, anh ổn chứ? Em xin lỗi. Anh đang bị đả kích như này á, mà em lại... Không, em không có lỗi gì hết. Thậm chí anh còn phải cảm ơn em. Nếu em không nói ra, thì chăng anh vẫn cho rằng việc anh làm là đúng. Sang lại tiếp tục rót bia. Đây là lon thứ 10 rồi, nhưng mà anh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Di tiếp tục an ủi động viên. Thôi anh đừng buồn, đời này có luật nhân quả mà. Cứ xem như họ đang vay nợ anh đi, đằng nào kiếp sau cũng phải làm trâu làm ngựa để trả lại cho anh mà thôi. Nếu nghĩ tích cực hơn thì cứ xem như kiếp trước anh nợ họ, nên kiếp này anh phải trả đi, có gì đâu. Tiền mất thì kiếm lại được mà, anh không bận tâm lắm. Sang đáp lời Nhi bằng một câu nói mang đầy hy vọng. Điều đó làm cho Nhi cảm thấy an lòng hơn. Hai người bỏ qua mọi chuyện, rồi tiếp tục vừa uống vừa hàn huyên với nhau. Từng mảng ký ức thời trẻ tươi đẹp được hai người dần dần nhắc lại. Vừa ôm lại chuyện xưa vừa uống, cứ thế mà cả hai đã nốc hết hơn một thùng. Lúc này cũng đã 11 giờ khuya. Sang đã xỉn quắc cằn câu, anh nằm gục ngay tại chỗ. Cũng phải thôi, anh vốn chẳng mấy khi uống rượu bia nên tửu lượng tương đối kém. Hôm nay buồn tình buồn đời lại uống một mạch hẳn 16 lon. Kể ra nếu còn trụ được thì e rằng không thể. Nhi khác với anh, cô uống không nhiều, mỗi lần cũng chỉ nhấp môi, thế nên cũng còn tương đối tỉnh táo. Một mình dọn dẹp lại hết tất cả, thu xếp thức ăn, lau sạch nền nhà. Cuối cùng chỉ còn có một mình Sang còn đang nằm đó mà thôi. Cô lay Sang dậy, kêu tới kêu lui mấy lần mà không xi nhê. Sang ngủ say như chết, còn ngáy khò khò từng tiếng rất rõ. Hết cách, Nhi đành cố gắng dìu anh vào trong phòng, cho anh nằm lên giường của mình. Để anh ngoài đó, không khéo ngày mai lại bị cảm thì khổ thân. Mùi bia nồng nàn và mùi đồ ăn trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ mùi rất khó tả. Vậy mà Nhi cũng không nề hà gì. Cô chỉ lo nếu để Sang mặc nguyên bộ đồ bẩn như này, không khéo lại không tốt cho sức khỏe của anh. Một ý nghĩ táo bạo lóe ra trong đầu Nhi, nhưng cô vẫn còn do dự. Cô tính cởi đồ Sang ra, rồi dùng nước ấm lau toàn bộ người cho anh để khử bớt đi những mùi khó chịu trên cơ thể. Nhưng nếu làm như vậy, phần gì ngại, phần gì Nhi làm gì có đồ con trai để thay cho Sang đâu. Không lẽ mặc cho anh đồ con gái? Cô cứ đắn đo mãi cho đến khi ánh mắt nhìn thấy cái chăn và trong đầu lóe lên một thứ gì đó. Phải rồi, mình cứ lau người cho ảnh trước, xong rồi dùng chăn đắp lại, sau đó tăng nhiệt độ máy lạnh lên là xong. Dứt lời, Nhi nấu một ấm nước sôi, sau đó pha với ít nước lạnh để giảm nhiệt độ, rồi bắt đầu lấy khăn nhúng vào. Cô cởi từng cúc áo của Sang ra. Cơ bụng sáu múi hiện ra rõ ràng từng thớ một. Tuy trông anh có vẻ tiều tụy hơn, nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhi cứ ngắm nhìn mãi từng đường cơ bụng, rồi cười tủm tỉm, sau đó dùng khăn lạnh lau sạch hai tay, phần thân và phần lưng của Sang. Anh vẫn không hề cảm nhận được chút cảm giác nào hết. Tiếp theo, Nhi định cởi quần của Sang ra, nhưng vẫn còn có chút ái ngại. Thấy anh đã ngủ say, cô đánh bạo tháo cúc quần. Loay hoay một hồi, trên người của Sang chỉ còn lại cái quần con bé tí. Nhi nhìn mà có chút ái ngại. Cô dùng khăn lau nhanh phần đùi và thân dưới của anh. Cuối cùng, mọi thứ cũng đã hoàn tất. Bây giờ đống đồ này chỉ cần đem bỏ vào máy giặt rồi sấy lại nữa là xong. Ngày mai, Sang sẽ có một bộ đồ sạch sẽ để khoác lên người. Nhi định trùm chăn lại cho anh, rồi bước ra ngoài sofa nằm ngủ. Cô nhìn Sang thêm lần nữa, mỉm cười. Từng đường nét của anh đang được Nhi bắt trọn. Trong lòng cô xuất hiện một thứ cảm giác gì lạ lắm. Thứ cảm giác này giống trước đây Nhi chưa từng có bao giờ. Con tim đập loạn nhịp, gương mặt đỏ bừng lên vì mắc cỡ. Lát sau,
cô cố giữ bình tâm lại mà nói khẽ. Cô nói thế thôi, chứ Sang làm sao nghe được. Nhi ngồi cạnh đó ngắm Sang đang ngủ, cô tỏ vẻ hờn dỗi trách yêu. Ai biểu ban đầu không nghe lời em nói, để bây giờ bị đá lại chạy tới tìm em, đáng đời anh lắm. Ngưng lại một chút, Nhi mỉm cười rồi nói tiếp. Nhưng mà nhìn anh chung tình, hy sinh như vậy em cũng vui. Em vui khi biết mình không yêu sai người, không uổng công em chờ đợi. Nhưng sao mà lâu quá vậy? Anh bắt em chờ hẳn 10 năm, từ lúc mới vào cấp 3 cho tới tận bây giờ. Em cũng muốn được yêu mà. Đúng là đồ lạnh lùng đáng ghét. Anh đem hết thanh xuân để dành cho người ta, rồi giờ em không biết có được gì không nữa. Anh nhớ sau này phải đối xử tốt với em đó. Đột nhiên Nhi lại có chút chột dạ. Làm sao cô dám chắc rằng Sang sẽ dành tình cảm cho cô, kể cả khi anh và Hương không còn yêu nhau nữa. Nhi cảm thấy buồn, nhưng nỗi buồn đó không dịu. Cô ghé sát mặt Sang thì thầm vào tai anh nói nhỏ những lời mà từ bấy lâu nay cô rất muốn nói nhưng lại không có đủ dũng khí để thốt ra. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Tiếng của Sang ngắt quãng đáp lại làm cho Nhi không dám tin vào tai của mình. Sang cũng yêu mình sao? Nhi vui sướng không nói thành lời cho đến khi nhận thấy có cái gì đó không phải. Sang cựa mình một cái rồi tiếp tục ngáy khò khò như cũ, y như rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Hóa ra câu nói khi nãy chỉ là lời nói mớ mà thôi. Hàng ngày trước khi đi ngủ, Sang và Hương đều trao cho nhau những lời đường mật như vậy, nên bây giờ nó đã in sâu vào tiềm thức nên mới vô tình đáp lời Nhi như thế. Cô biết nên cảm thấy có chút thất vọng, ngồi đó mà suy nghĩ những gì Sang kể với mình. Sao Hương có thể đối xử tệ bạc với người mà Nhi yêu như vậy chứ? Lợi dụng người ta từ chuyện đưa đón đến chuyện tiền nong, thậm chí phải gánh nợ thay gia đình của mình nữa. Cuối cùng, khi thấy Sang đã hết giá trị thì lại cấm cho anh cái sừng. Không phải, nói cho đúng thì Hương đã cấm sừng anh từ rất lâu về trước rồi. Thật là quá đáng. Nhi đã nhận thấy ngay từ đầu sau khi lên thành phố nhập học, tình yêu của Hương dành cho Sang đã dần dần biến mất, mà thay vào đó chỉ là vụ lợi thôi. Thế nên xảy đến những tình huống như này, cô cũng không thấy bất ngờ. Cô chỉ thấy tiếc cho nó khi bản thân đã đánh mất một chàng trai tốt tính như vậy. Có một người yêu thương mình vô điều kiện mà lại không biết cách trân trọng giữ gìn, thậm chí còn hắt hủi ruồng rẫy. Nhi vừa giận lại vừa tức. Cô nhìn một lượt khắp cơ thể của Sang, rồi ánh mắt dừng lại nơi vết mổ. Cô cầm tay Sang đặt lên má mình. Nếu họ đã không yêu thương anh, thì hãy để cho em được làm điều đó. Từ bây giờ, anh sẽ là chồng của em, anh Sang à. Dứt lời, Nhi tắt đèn leo lên giường nằm bên cạnh Sang. Đêm định mệnh hôm đó, Nhi đã trao đời con gái của mình cho anh, mặc dù bản thân Sang say khướt và hoàn toàn không hề biết gì. Còn về phần Nhi, cô không hối hận khi đã làm chuyện này. Trao cái ngàn vàng cho người mình yêu, điều này đối với Nhi là hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu như Sang mà biết hai đứa xảy ra chuyện này, thì với một người trách nhiệm như anh, chắc chắn sẽ không bao giờ thoái thác. Mặc dù chuyện đó chỉ là do Nhi sắp đặt ra. Có thể thời gian đầu, hai người sẽ khó hòa hợp, nhưng Nhi tin, bằng tình yêu mãnh liệt của mình, có thể nung nóng được trái tim đã nguội lạnh của Sang thêm một lần nữa. Tất cả chỉ mới là suy nghĩ trong đầu, và kết quả thì chỉ có thể biết được ở ngày mai mà thôi. Mặt trời bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu vào căn phòng ấm áp của Nhi. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt Sang, khiến cho anh bất ngờ tỉnh dậy. Lúc đầu vẫn chưa định thần, Sang nghĩ mình đang nằm tại phòng trọ của mình. Nhưng sau đó,
anh nhớ ra chầu nhậu chiều hôm qua thì bây giờ mới dở lẽ. Anh đang ở trong phòng trọ của Nhi. Sang dương vai một cái để khởi động rồi quay người sang bên trái. Anh vô cùng bất ngờ khi thấy Nhi đang ngủ ngon ngay bên cạnh mình. Hình như cảm nhận được gì đó kỳ lạ, Sang lập tức mở nhẹ tấm chăn. Quả đúng không sai, anh đang trần như nhộng. Sang vội vàng đứng phắt dậy kéo tung cả chăn lên. Anh lật đật giới thấy bộ đồ của mình đang nằm trên ghế. Nhưng lúc này Nhi cũng vừa dậy. Cả hai bất động nhìn nhau. Trên người của cô hiện giờ cũng không còn một mảnh vải nào che chắn. Gương mặt Nhi đỏ bừng, cô đang cố che những phần nhạy cảm trên cơ thể của mình lại. Sang vỗ mặt mình một cái bốp, rồi quay ngược ra sau. Một tay vừa bịt mắt, tay còn lại giữ chặt cái chăn đang quấn quanh mình. Anh hớt hải kêu lên. Anh xin lỗi, anh không cố ý nhìn vào cơ thể của em. Em mặc đồ vào nhanh đi. Dạ. Nhi mặc nhanh bộ đồ vào lại, cô buộc tóc lên cho gọn gàng, rồi nói. Em xong rồi, anh có thể quay lại rồi đó. Sang vẫn không hề nhúc nhích, lúc này mới yên tâm hạ cánh tay đang che mắt của mình xuống, nhưng vẫn không dám quay đầu lại. Anh đáp lời. Xong thì ra ngoài trước đi, để anh mặc đồ vào đã. Em ở trong này, sao anh mặc đồ được? Nhi lập tức rời ra khỏi phòng ngay. Cô đứng ở bên ngoài, nói giọng vào. Anh đừng mặc lại đồ cũ nữa, cứ nằm nghỉ thêm một chút cũng được. Để em đi mua đồ mới cho anh. Đồ này hôm qua bị đổ bia và thức ăn vào, anh chờ em tí. Sang có đáp lại không cần, nhưng Nhi không hề quan tâm. Cô lấy chìa khóa xe rồi đi ra khỏi phòng một mạch. Biết mình không cản được nữa, nên Sang chỉ biết lắc đầu. Anh chốt cửa phòng ngủ lại, nằm vật xuống giường, đấm mạnh vài cái, tự chửi thầm. Mày đang làm cái chó gì vậy Sang? Rốt cuộc chuyện đêm qua là như thế nào vậy hả? Anh vội vàng đứng dậy, toan mặc đồ vào và rời đi ngay. Nhưng mới vừa cầm bộ đồ lên, thì mùi mồ hôi, mùi bia và đồ ăn bẩn hòa lẫn vào nhau sọc lên mũi, phút chốc làm cho Sang vô cùng khó chịu. Anh vội ném bộ đồ lại vào ghế, rồi ngồi lên giường, trong lòng xuất hiện nhiều nỗi suy tư. Bây giờ mà rời đi thì e là không được, lỡ Nhi về mà không thấy mình thì cô ấy sẽ lo lắng lắm. Với lại dù sao thì cả hai cũng đã ngủ với nhau rồi. Nếu như Sang bỏ đi mà không giải thích hay nói chuyện cho tử tế vấn đề này, e rằng Nhi sẽ nghĩ gì về anh đây? Làm như vậy, Sang có khác gì một gã tồi đâu chứ? Anh nằm xuống giường mà trong lòng bối rối không yên. Đầu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, lát nữa sẽ không biết phải đối diện với Nhi như thế nào. Vì anh cứ cho rằng có lẽ mình uống quá say và đã làm điều gì có lỗi với cô ấy. Mặc dù chính bản thân anh cũng không thể nhớ nổi đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Và dĩ nhiên, Sang lại càng không biết tất cả mọi chuyện đêm qua đều là do Nhi sắp đặt. Lát sau, Nhi về phòng. Trong tay là một bộ quần áo mới toanh mà cô đã đích thân lựa chọn. Hy vọng là Sang sẽ thích bộ đồ này. Cô gõ cửa để báo hiệu, rồi nhẹ nhàng đặt bộ đồ xuống đất. Còn mình thì đi nấu chút gì đó cho Sang ăn lót dạ. Anh vội vàng lấy bộ đồ mới rồi thay vào người ngay. Ở bên ngoài, Nhi vẫn đang nấu nướng. Cô nghe tiếng Sang mở cửa dặn dò. Anh thay đồ xong rồi xuống nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đi nhé. Bàn chải mới em để trên kệ ấy. Nhanh lên rồi ăn sáng nhé, em đợi. Toàn thân của Sang run lên cầm cập. Nhi hoàn toàn không tỏ ra chút thái độ gì cả. Mọi thứ đều rất bình thường. Điều này có nghĩa là gì đây? Anh hít một hơi thật sâu rồi cố trấn tĩnh bản thân. Sau đó đáp lại. Không cần nấu gì đâu. Anh rửa mặt xong sẽ về phòng liền để em còn chuẩn bị đi dạy nữa. Cảm ơn em vì đã chuẩn bị bữa sáng cho anh. Nghe Sang nói, trong lòng Nhi có chút hụt hẫng, nhưng rồi cô vẫn tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Sang xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt xong xuôi, anh chạy chút gọn gàng rồi bước lên. Lúc này, đột nhiên anh lại nhìn vào vết thương trên tay của mình được Nhi băng bó. Nhìn nó khiến cho anh có cảm giác mình có lỗi với Nhi nhiều hơn. Sang gạt phăng đi cảm xúc của mình,
Anh bước vội thật nhanh ra khỏi phòng, rồi nói. Anh về đây. Anh không có gì để nói với em sao? Nhi vẫn bình tĩnh nêm nếm nồi cháo đang nóng hổi. Câu hỏi của cô làm Sang khựng lại. Anh không bước đi nổi nữa. Hai chân cứng đờ như đá. Quả thật là Sang cũng không hẳn là muốn rời khỏi nơi đây. Trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói ra với cô. Nhưng hình như có một thứ gì đó vô hình đang mắc kẹt ở cuống họng làm anh không nói ra được. Đó chính là sự sợ hãi. Sang đang thiếu đi dũng khí để có thể nói ra lời mình muốn nói. Nhi bưng nồi cháo thịt bằm cà rốt nóng hổi đặt lên bàn. Cô còn cắt thêm ít chả lụa, rồi chiên vài cái trứng. Khẽ dừng lại một nhịp, Nhi nói mà dường như có chút gì đó rưng rưng. Bộ ăn với em một bữa sáng thật sự không được hả anh? Hay em chỉ là đối tượng để anh tìm đến lúc mà anh không còn điểm tựa nào khác? Một câu hỏi mang rất nhiều hàm ý, xen lẫn vào đó là sự trách móc cũng như ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn cần được bộc bạch thấu hiểu. Cuối cùng, anh không thể nào tiến thêm được bước nữa. Anh quay người lại, nhìn chăm chăm vào người con gái đang chuẩn bị bữa sáng cho mình, chậm rãi thú thật. Anh ngại khi đối diện với em, thật sự anh không biết phải làm như thế nào mới phải cả. Anh... Sao phải ngại? Ngồi xuống đi, rồi mình cùng nhau tháo gỡ. Em cũng đâu phải là người xa lạ với anh, có đúng không? Chất giọng nhẹ nhàng dịu ngọt của Nhi làm cơ mặt của Sang cũng giãn ra mấy phần. Anh từ từ kéo ghế rồi ngồi xuống chờ đợi. Lúc này, Nhi cũng mang đĩa chả lụa và trứng chiên tới đặt ngay ngắn trên bàn. Cô múc cho anh một chén cháo nóng với đầy ắp thịt, vừa thổi nhẹ nhàng vừa đưa cho anh. Anh cẩn thận kẻo phỏng nhé, em nấu nhiều lắm đó, ráng phải ăn nghen. Sang đón lấy chén cháo mà trong lòng cảm giác tội lỗi ngày một dâng trào lên. Nhi đối xử với anh quá tốt, vậy mà đêm qua anh lại... thật khốn nạn mà. Anh múc muỗng cháo lên nhưng không thể nào cho nổi vào miệng. Nhi vẫn ngồi đối diện chăm chú quan sát. Thấy Sang mãi không ăn, cô liền cất tiếng hỏi. Sao thế anh? Cháo còn nóng quá hả? Sang lắc đầu, ngập ngừng đáp. Không. Nhi à, chuyện hôm qua, anh xin lỗi em. Nhi nở một nụ cười tươi, ánh mắt cô nhìn Sang vừa có chút dò xét, vừa cảm thấy anh dễ thương vô cùng. Anh đâu có lỗi gì đâu, là em tự nguyện mà. Nếu đêm qua em không đồng ý, thì làm sao anh có thể làm chuyện đó với em được? Đúng như những gì cô nghĩ, Sang hoàn toàn không có chút ký ức về chuyện đêm hôm qua, thậm chí còn nghĩ mình đã có hành động thất lễ nữa chứ. Dự định của Nhi sẽ là dùng cái cớ đó mà từ từ ràng buộc kéo Sang về lại phía của mình. Thấy anh đã lúng túng không biết đáp lại như thế nào, Nhi liền tấn công ngay. Cô chạm vào tay của Sang, ánh mắt đắm đuối. Em tin em không chọn sai người đâu. Anh sẽ là người chồng tốt, là chỗ dựa vững chắc của em sau này, đúng không? Câu nói này của Nhi như muốn khép Sang vào trong một cách vô tình, nhưng đầy hữu ý. Điều này khiến anh bối rối vô cùng, không biết phải giải đáp làm sao. Thật sự bản thân anh chỉ xem Nhi như là một cô em gái, một người bạn học, một đồng nghiệp thân thiết tin cậy mà thôi, chứ anh không hề có chút cảm xúc yêu đương nào với Nhi cả. Sang nhẹ nhàng rụt tay lại, anh ăn lấy vài muỗng cháo để phần nào kéo dài thời gian hơn. Nhi vẫn kiên nhẫn đợi, thậm chí là còn rất vui khi trông Sang có vẻ như đang ăn rất ngon miệng. Ăn vừa hết chén, Nhi lại múc cho anh thêm chén nữa. Lúc này anh cũng hiểu, tránh né mãi cũng không phải là cách, nên Sang đành thú thật luôn. Xin lỗi em, anh thật sự chỉ xem em như là một người bạn thân thiết mà thôi. Hoặc là một cô em gái chẳng hạn, anh không hề có chút tình cảm nam nữ với em. Nhi vốn đã đoán được phần nào câu trả lời của anh. Trong lòng chỉ nghĩ đơn giản là anh vừa mới trải qua một cú sốc về chuyện tình cảm, không thể dễ dàng mở lòng ngay được, nên cũng không có vấn đề gì quá là to tát.
Điều này vốn dĩ cần rất nhiều thời gian để chữa lành, thế thì đó không phải là vấn đề gì quá lớn. Cô đã chờ sang được 10 năm rồi, bây giờ có thêm 1-2 năm nữa thì cũng không là nghĩa lý gì cả. Miễn người đó là sang, thì cho dù có là bao lâu, cô vẫn chờ đợi. 5 năm, 10 năm, và thậm chí là cả một đời người. Em biết anh cần thời gian để quên đi Hương. Em không phải là kẻ cơ hội chỉ rình mò chinh phục người khác trong lúc họ đang yếu lòng nhất đâu. Em đợi anh được. Đừng chờ đợi anh làm gì. Anh sẽ không yêu thêm một ai khác nữa đâu. Sang đứng dậy định bỏ về, nhưng Nhi đã lập tức nắm tay ngăn anh lại. Lần này, cô không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Lật đật rời khỏi chỗ, ôm chầm lấy Sang như muốn níu giữ anh lại. Cô nói trong nức nở. 10 năm rồi, em đã chờ đợi anh suốt 10 năm rồi. Từ lúc em còn là một cô nữ sinh cấp 3 ngây thơ khờ dại cho đến tận bây giờ. Em vẫn muốn một lòng hướng về anh. Con tim em chỉ mãi mãi yêu một mình anh thôi. Anh nói đi, em phải làm những gì để có thể níu giữ anh ở lại chứ? Em phải làm gì đây? Anh Sang à, không lẽ một cơ hội cho em chứng tỏ tình yêu của mình mà anh cũng không cho em thể hiện ra hay sao? Sang cũng ôm Nhi vào lòng. Anh hiểu được những gì mà Nhi đang nói. Dỗ dỗ vào lưng như an ủi, Sang thật lòng thổ lộ. Anh đem hết tình yêu của mình trao cả cho Hương rồi em à. Anh không thể nào trao cho em trái tim rỗng tuếch vô hồn này được. Làm như vậy sẽ thiệt thòi cho em lắm. Giả lại, bây giờ anh có khác gì một phế nhân đâu. Làm sao mà xứng đáng với em được. Hãy quên anh đi em. Không, em không quan trọng anh có những gì. Em chỉ cần mỗi mình anh mà thôi. Còn mấy thứ khác em mặc kệ. Em biết anh yêu Hương. Em không yêu cầu anh phải yêu em ngay bây giờ. Chỉ cần mỗi ngày một chút nho nhỏ. Đối với em, vậy cũng đã là quá đủ rồi. Sang gỡ tay của Nhi ra. Anh bước lùi lại về phía cửa ra vào, rồi nói. Đừng miễn cưỡng nữa em. Trái tim anh giờ đây đã chết rồi. Nó đã không còn chút cảm xúc nào với tình yêu nữa. Chuyện đêm qua, anh xin nhận toàn bộ lỗi về mình. Và nếu như em có thai, thì anh sẽ chịu hết trách nhiệm và trở thành một người cha tử tế. Anh phải đi rồi. Sang quay lưng bước đi, bỏ lại Nhi một mình đứng ở đó. Nước mắt cô rơi lã chã trên mặt bàn. Đồ ăn mới khi nãy vẫn còn nóng hổi thơm ngon, sao giờ đây đã trở nên nguội lạnh. Nhi chạy vội ra cửa, gọi giới theo bóng hình của Sang đang xa dần và hòa vào dòng người đông đúc. Em không cần anh phải nhận trách nhiệm. Nếu như có con, em sẽ một mình tự chăm sóc nó. Sang bước đi mà tâm trí rối bời, anh chẳng còn chút tinh thần nào nữa. Giống dĩ biết mình hành động như vậy không khác gì một thằng hèn, trốn tránh hết trách nhiệm mình đã gây ra, bỏ lại người con gái yêu thương mình phải gánh hết hậu quả. Sao bỗng dưng Sang cảm thấy bản thân mình tệ bạc đến lạ. Cho dù đã không còn gì, nhưng anh vẫn không cho Nhi một cơ hội để ở bên cạnh san sẻ. Không hẳn là vì trái tim anh đã nguội lạnh, mà là Sang cảm thấy mình không hề xứng đáng với thứ tình cảm chân thành và cao cả mà Nhi đã dành cho mình. Cô ấy bây giờ đã là một cô giáo giỏi, có tương lai tiền đồ sáng ngời. Còn hiện tại, Sang chỉ là kẻ nợ nần túng thiếu. Trong người chỉ còn đúng một quả thận để nuôi thân. Họa may nếu như anh có bề gì, không lẽ nào anh bắt Nhi phải chăm sóc cho anh cả đời cả kiếp sau. Không thể nào Sang chấp nhận điều đó xảy ra. Nhi xứng đáng với những người tốt hơn anh rất nhiều. Rồi cô sẽ quên được mình, sẽ có người yêu mới, sẽ có một cuộc sống vui tươi hạnh phúc biết bao. Sang không thể nào phá nát đi hết diễn cảnh tươi đẹp màu hồng đó được. Hôm nay anh rời đi, chấp nhận vào vai của một kẻ phụ tình. Nhưng như thế, có khi sẽ là một sự lựa chọn sáng suốt và tốt cho cả hai. Còn hơn là chấp nhận lấy tình cảm của Nhi
mà lòng anh vẫn còn tơ tưởng đến người con gái khác. Một thứ tình cảm dở dộn, một mối quan hệ tạm bợ chấp vá như vậy, cuối cùng cũng chỉ mang lại sự đau khổ mà thôi. Anh tấp vào một quán cà phê, gọi một ly nước, sau đó ngồi ngắm dòng người qua lại. Giữa thành phố hối hả chật chội, mọi thứ càng trở nên vội vàng giả tạo và máy móc hơn. Sang ngẫm sự đời, chuyện của mình, anh nghĩ về những ký ức tươi vui của quá khứ mà khiến lòng quặn lại. 10 năm qua, cả Hương và Nhi đều thay đổi quá nhiều, nhưng chỉ có anh là vẫn vậy. Có lẽ do bản thân anh lạc hậu, hay là do người con gái xung quanh mình đã không còn là Hương và Nhi ngây thơ trong sáng của 10 năm trước. Sang bật cười cay đắng, anh uống một hớp cà phê chát đắng đầu môi. Vị đắng của cà phê như vị đắng của cuộc đời. Nó thơm nồng nhưng cũng chứa đựng nhiều cạm bẫy. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.